Nhân ngày nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5, dân biểu Chris Smith, đại diện bang New Jersey, ra tuyên bố nói rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam có liên quan tới các chính sách về an ninh và giải quyết công ăn việc làm ở Mỹ. Phát biểu tại sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam ở Điện Capitol, dân biểu Chris Smith nói Hoa Kỳ nên ra điều kiện. Chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng được và những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Là chủ tịch nhóm dân biểu quốc hội chuyên giám sát nhân quyền quốc tế, ông Smith kêu gọi Tổng thống Trump, người sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 3 tuần tới, yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo rằng chính phủ Việt Nam hiểu là những cải tiến lớn về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia. Không một chính phủ nào đàn áp quyền tự do của chính công dân họ có thể thành một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ. Không chính phủ nào kiểm duyệt Internet, tra tấn bỏ tù người bất đồng chính kiến, có thể làm một bàn hàng đáng tin cậy của Mỹ. Dân biểu Smith là tác giả của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế Frank Wolf đã trở thành luật vào tháng 12 năm ngoái. Ông Smith cũng thông báo kế hoạch tái giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam, một dự luật mà ông đã bảo trợ và được Hạ viện thông qua 4 lần. Dự luật này dù được ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng nhưng chưa được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. Đạo luật nhân quyền Việt Nam đề nghị nhiều hành động phối hợp của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo ở Việt Nam.